Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tôi Cũng Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu đến anh em một con game mobile nước ngoài có tên gọi là Soul Walker Zero. Game này thì nó có hai phiên bản là Soul Walker Zero và Soul Walker Anime. Nói chung là như nhau thôi, chẳng qua là một phiên bản phát hành tại khu vực châu Á, một phiên bản phát được ở khu vực Bắc Mỹ. Thì cái game này thì các bạn có thể tải game trên Google Play và App Store để trải nghiệm thử. Còn bây giờ thì chúng ta, cậu Vàng sẽ chơi cái game này để cho anh em xem là game này nó có gì thú vị hay không nhá. Đó, bây giờ mình sẽ vào game này. Nhìn qua thì các bạn để thấy là game này sẽ có đồ họa theo phong cách anime rồi. Bây giờ mình sẽ vào lại game đã, bởi vì là có lẽ mình đăng nhập đang hơi lâu. Rồi, anh em đợi tí mình sẽ vào lại. Đó, thỉnh thoảng để hơi lâu nó bắt đăng nhập lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tạo nhân vật này. Cậu Vàng. Nó chỉ mắc là tối đa 8 ký tự thôi. Ồ, có người đặt tên nick rồi à? Ồ, ông nào lấy nick cậu Vàng rồi? Thôi rồi, mình tên là Vàng 69 vậy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tạo nhân vật, chọn nhân vật. Một trong số 6 nhân vật như này. Chọn bừa đi, mình chọn bừa đi. Đồ họa anime. Đấy, dành cho bạn nào mà thích anime. Ui, em nhân vật này mình cầm đàn luôn. Đấy, ở đây thì các bạn có thể tùy chỉnh một số cái về tạo hình nhân vật như kiểu màu tóc này. Màu tóc xanh đỏ chuối này. Kiểu tóc. Đấy, trang phục. Ui, đây bộ này. Đâu rồi. Đấy, rất là giống Playboy. Cái game này hình như là hồi xưa mình cũng ra... Tôi không nhớ nữa, bởi tôi chơi nhiều game quá, tôi chả nhớ nữa. Mình sẽ skip câu chuyện nha. Cái này hồi xưa mình làm clip chưa nhỉ? Hình như là chưa đâu. Đây, các bạn sẽ có một cái game đồ họa anime này. À, mình làm rồi. Mình nhớ là mình làm rồi. Nhưng thôi, mình cũng giới thiệu lại bởi vì... game này nó mới ra mắt tại khu vực Bắc Mỹ. Còn hoặc là bạn nào mà chưa biết thì mình sẽ giới thiệu cho anh em. Game này cũng khá là hay. Nó thuộc thể loại ARPG đánh phó bản vượt ải thôi. Cầm đàn đánh. Đây, game này đánh rất là đã tay luôn. Đồ họa rất là đẹp, hiệu ứng các thứ này nọ cực kỳ ổn áp. Nhưng mà mình đang chơi giả lập, nó hơi khó đánh tí. Ủa, bạn gì đâu. Rất là phê, đồ họa anime rồi. Chiến đấu, phong cách chiến đấu, hành động nhập vai khá là ổn áp. Game này đang được rất là nhiều bạn game thủ Việt chơi rồi. Có thể là mình làm cái thời điểm mình làm trước đây mình đã làm video này rồi. Còn bây giờ mình làm lại bởi vì nó ra mắt cái phiên bản ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Nó để tên là Soulwalker Anime League cái gì đó. Nhưng mà về bản chất nó là con Soulwalker Zero này. Bối cảnh của game này là bối cảnh giả tưởng. Quái vật xâm chiếm thành phố. Quái gì khôn thế không biết.
Game này mình chưa biết là nó hỗ trợ tiếng Việt hay nhỉ? Thì tôi sẽ xem phần setting xem. Xưa mình chơi là hiện tại vẫn là có tiếng Anh thôi. Kể ra như kiểu xem phim màn hình ấy, khá là hay. Rồi, đây là phần hướng dẫn di chuyển tấn công của game. Mình sẽ bỏ qua cái phần này đi bởi vì mình chơi rồi. Đây là cái map chính, các bạn có thể di chuyển trong này nói chuyện với NPC. Game hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Ủa, đánh nhau luôn này. Ủa, cho phép đánh nhau luôn. Nhưng mà kiểu là vui thôi, không lo mất máu gì đâu. Khá là hay đi. Game này thì rất là nhiều bạn game thủ Việt chơi rồi. Chắc là mình cũng phải giới thiệu lại. Còn bạn nào chưa biết thì có thể tải game vào chơi nhá. Game này, nói chung là game chơi rất là đã tay. Đã tay đã mắt. Nhân vật đấy, các bạn nhìn nhân vật kiểu 16 cộng luôn. Ở đây mình sẽ vào phần setting xem nào. Đây mình sẽ vào phần setting nhé. Đồ họa cao nhất hiện. Đây ngôn ngữ đáng tiếc là vẫn chưa có tiếng Việt anh em ạ. Chỉ có tiếng Thái, tiếng Indo, tiếng Anh và tiếng Hàn thôi. Đây là một cái game của Hàn Quốc mà rất là hay, nhưng mà đáng tiếc là game chưa hỗ trợ tiếng Việt. Rất là nhiều. Thật ra với những game như này thì mình các bạn không cần phải biết có tiếng Anh quá vẫn để chơi được. Và hiện nay thì có phần mềm Google dịch rồi, các bạn chụp màn hình rồi các thứ. Nếu chỗ nào không biết thì các bạn chụp màn hình ra nó dịch hết mà. Khá là dễ thôi. Đây là mặc đồ nhân vật này. Đấy, hướng dẫn mặc đồ. Game này nó làm hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Các bạn kể cả các bạn không biết tiếng tiếng Anh thì các bạn vẫn có thể hiểu được. Rồi chúng ta sẽ đi đánh thử một số cái phó bản nha. Game này mình làm rồi nên mình không muốn giới thiệu nhiều lắm. Nó là đánh phó bản vượt ải thôi. Nhưng mà việc càng lên xa càng khó đấy. Tức là các bạn đừng nên phụ thuộc auto quá. Nó có auto, nhưng mà auto nó chỉ mức độ là đấy thôi. Nếu các bạn muốn được điểm số cao này nọ thì các bạn không nên auto.
Nhưng mà bù lại không auto thì các bạn sẽ rất là mỏi tay. Nhưng mà mình thấy game này thì auto nó cũng khá là... sao nhỉ? Khá là ổn áp. Đấy, thì cũng giúp các bạn tiết kiệm thao tác trên hình rất là nhiều. Đồ họa không gì phải chê rồi. Đêm mình còn chơi giả lập đấy. Chơi... Chơi điện thoại nó đẹp hơn. Đây là đầu tiên mình chơi cái phái cầm đà, cái nhân vật cầm đà này. Khá là hay ho, boss này. Một cái phó bản trong này nó là một phó bản map lớn mà nó chia thành những cái map nhỏ hơn. Và mình sẽ đánh dần lên, mở khóa lên. Con chùm cuối mỗi map nó rất là khó luôn. Còn game này thì nó vẫn đầy đủ các tính năng cho các bạn nâng cấp nhân vật thôi. Ngoài ra các bạn thích PvP, PK cũng có, đấu trường xếp hạng này nọ rất là đầy đủ. Combo, quan trọng là các bạn sau đánh combo, game này combo rất thích. Trả nhiệm vụ. Đó. Mình sẽ chơi thêm một chút nhá. Thật ra thì như mình đã nói là mình chơi rồi nên là không phải giới thiệu nhiều, mà mình biết là rất là nhiều bạn chơi rồi. Và bạn nào đây chủ yếu là mình sẽ giới thiệu cho bạn nào chưa biết đây. Ở đây chúng ta có phần nâng cấp kỹ năng này. Kỹ năng thì có kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động. Lỗi tìm đường. Rồi, chúng ta đi học tính năng gọi là cường hóa trang bị. Và các bạn sẽ sử dụng những cái trang bị không dùng đến mà các bạn nâng cấp nó lên. Rất là chi tiết luôn. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng. Đây là các set đồ trong game này. Đây. Đồ cao nhất là đồ đỏ này. Rare Unique Legend Ultimate Unlimited. Đây, cao hiện cao nhất hiện tại là đồ đỏ này. Sau chúng ta có tính năng PvP này, Survival này, Bang hội. Nó rất là nhiều, nói chung là khá nhiều đầy đủ các tính năng. Nói chung là game chơi khá là hay. Đó, thì các bạn có thể sẽ đánh thêm một phát này. Lên
Rồi, xong rồi. Nói chung là game nó như vậy thôi. Mình cũng chỉ giới thiệu cho anh em xem thôi. Còn thật ra thì các bạn xem thì cũng dễ rất là dễ hiểu cái game này. Thì coi là mình giới thiệu lại đi cái game Soul Worker Zero này. Thì bạn nào mà muốn quan tâm đến game này, muốn chơi thử thì có thể lên Google Play App Store tải game chơi thử nhá. Đấy, game cũng khá là bánh cuốn dành cho bạn nào mà đúng là thích kiểu là anime rồi nhập vào hành động thì rất là ổn áp. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video trải nghiệm nhanh của mình về game này. Nếu bạn nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ giúp mình. Ngoài ra đừng quên ấn vào nút subscribe ủng hộ cho kênh Tokyo Game Online nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.